Thời gian vừa qua, tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều cung đường hiện đang được mệnh danh là cung đường tử thần, khiến nhiều người mỗi khi đi ngang đều phải ngao ngán. Những hình ảnh tang thương trên đang là nỗi ám ảnh người tham gia giao thông khi thời gian gần đây liên tiếp những vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra. Điều đáng nói, những vụ tai nạn này xuất hiện với tần suất đều đặn trên cùng một tuyến đường. Đây thật sự là hồi chuông cảnh báo đối với các cấp quản lý cũng như ý thức của người tham gia giao thông. Nhiều người còn chưa quên vụ tai nạn nghiêm trọng dẫn đến cái chết của hai mẹ con chị Dương Hoàng Vũ Quyên và con là cháu Cao Dương Cát My tại ngã tư Đồng Văn Cống, Mai Thị Thọ, quận 2. Dù tuân thủ đúng làn đường, nhưng xe của hai mẹ con vẫn bị một xe đầu kéo từ phía sau lao tới đâm vào. Chiếc xe máy ngã xuống, hai mẹ con văng vào bánh xe rơ móc của đầu kéo, chết tại chỗ. Đây được xem là điểm đen tai nạn giao thông trong thời gian qua. Tại đây liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nguyên nhân là do mật độ phương tiện quá đông, nhất là xe container và xe tải nặng lưu thông qua đây. Có nhiều khúc cua tay áo nên tai nạn rất dễ xảy ra khi người tham gia giao thông không chú ý quan sát hoặc cố tình vượt ẩu. Đại lộ Nguyễn Văn Linh có chiều dài khoảng 18 km, được xem là tuyến đường đô thị hiện đại bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tai nạn giao thông đang là vấn đề nhức nhối tại đây. Nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra khi người tham gia giao thông không làm chủ được tốc độ vì lòng đường nơi đây khá rộng. Nhiều xe lấn tuyến vượt ẩu cộng thêm tình trạng buôn bán tràn lan xuống cả lòng lề đường. Cung đường này bị Ban An toàn giao thông thành phố xếp vào danh sách đen. Đoạn đường chạy qua huyện Bình Chánh đến địa phận tỉnh Long An cũng là điểm đen tai nạn giao thông. Vì tuyến đường này có mặt đường hẹp, mật độ đông, xe có trọng tải lớn lưu thông song song với các phương tiện thô sơ. Trong khi không có giải phân cách nên tình trạng lấn tuyến của cả ô tô và xe máy diễn ra tràn lan. Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra sáng ngày 11 tháng 5 năm 2013 trên quốc lộ 1A đoạn qua địa phận tỉnh Long An, làm 6 người chết tại chỗ, 4 người trong tình trạng nguy kịch. Vụ việc xảy ra khiến nhiều người hoang mang khi lưu thông trên cung đường này vì trước đó nhiều vụ tai nạn dẫn đến chết người cũng đã từng xảy ra tại đây. Được biết, cung đường này có rất nhiều những quán ăn uống, lò sản xuất, buôn bán bánh mì, kinh doanh. Nhiều xe khách đường dài thường ghé lại để hành khách mua hàng. Theo đó, các xe đậu tràn lan lấn hết phần đường dành cho xe máy lưu thông. Đoạn đường đã hẹp, nay lại chật chội hơn, va quẹt tai nạn vì thế rất dễ xảy ra. Ngoài ra, các xe dù bắt khách dọc đường cũng là nguyên nhân khiến tai nạn giao thông luôn rình rập. Điều này khiến người dân bức xúc. Bánh mì đó rất là buôn bán, kẹo kéo khách rất là nguy hiểm. Ở đây là rất bất bình về hai cái lỗ thì dần ở giúp ngã tư Bình Điền về cầu Dược Nguyễn lên. Vừa qua là trước lễ 30/4 có là có xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng là chết một người. Rồi vừa đề nghị cơ quan chức năng là phải giải quyết cái tình trạng làm cho kẹt xe gì. Khu vực đường Kha Vạn Cân với nhiều khúc cua gấp, mặt đường nhỏ trong khi mật độ lưu thông qua đây rất lớn, khiến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra. Trong khi nhiều công trình đang thi công dang dở, bụi bay mù mịt nên che khuất tầm nhìn, khiến các phương tiện di chuyển qua đây khó khăn. Khi mưa tới, nhiều đoạn bị ngập cục bộ gây khó khăn trong việc di chuyển. Theo người dân cho biết, các công trình cải tạo trên cung đường này đã tồn tại từ lâu, nhưng cho đến nay vẫn chưa hoàn thành. Đây cũng là nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông.